Hôm nay Phương Linh đã nhận được một câu hỏi từ bác chủ trại chăn nuôi heo về vấn đề mà heo bị tiêu chảy phân bít đít và tiêu chảy tóe loe khắp sàn chuồng. Và bác có chia sẻ rằng điều trị rất là nhiều biến pháp rồi không khỏi và bị tái đi tái lại nhiều lần. Thì hôm nay Phương Linh lại xin chia sẻ cho các bác chăn nuôi về bí quyết mà điều trị dứt điểm tình trạng tiêu chảy nhé. Và trên tay Phương Linh đang cầm đây đó chính là cặp đôi dịch chiết Anakin kết hợp cùng với chị nhờn thuốc Enrichi này sẽ trị dứt điểm tình trạng mà heo bị tiêu chảy tóe loe khắp sàn chuồng này và thậm chí là tiêu chảy bít đít các bác nhé. Và đặc trị về tiêu chảy phân trắng nữa. Nếu như các bác đang chăn nuôi heo gặp phải tình trạng tiêu chảy thì các bác hãy sử dụng ngay cái cặp đôi này các bác nhé. Các bác tiêm đó chính là 1C dịch chiết Anakin kết hợp cùng với 1C trị nhờn thuốc Enrichi này, tổng là 2C, các bác tiêm cho em là 10 kg heo các bác ạ. Và cặp đôi này thì các bác có thể tiêm cho 1 tấn heo các bác nhé. Và nếu như các bác đang chăn nuôi heo gặp phải tình trạng tiêu chảy thì đừng bỏ lỡ cặp đôi này các bác nhé. Nếu các bác quan tâm về sản phẩm thì đừng quên comment, bình luận hoặc để lại số điện thoại để nhận ngay những giải pháp chăn nuôi quả điều trị dứt điểm sau 2 mũi tiêm các bác nhé. Chúc các bác chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.